Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc các cái công đoạn làm về hoành phi câu đối của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu cái khâu làm chữ đầu tiên của quy trình làm hoành phi câu đối. Thì đầu tiên chúng tôi ra mẫu, vẽ mẫu và sau đó chúng tôi bắt đầu đến công đoạn in chữ. Toàn bộ chữ đây là do khách hàng đã gửi bản photo cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi cắt từng chữ, chúng tôi chia khổ, chia đoạn sao cho cân đối và đúng tim giữa của câu đối lòng mo. Đây là câu đối lòng mo hàng liền khối bằng chất liệu gỗ gụ, dài 2m36, dày 4 phân. Đây chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Và câu đối lòng mo này cũng là mẫu mới nhất của chúng tôi năm 2020. Trong clip sau tôi sẽ giới thiệu một bộ câu đối hoành phi hoàn chỉnh cho quý vị xem để quý vị tham khảo. Và đây là đang là công trình quy trình in chữ của chúng tôi cho quý vị tiện theo dõi. Thì hiện nay trên YouTube, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành là cơ sở đứng đầu về làm đồ thờ cúng. Tất cả các quy trình đều có tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube. Chúng tôi chia sẻ tới tất cả quý khách hàng cũng như là khách buôn các cái quy trình làm hoành phi câu đối của chúng tôi. Sau khi chúng tôi chia khổ in chữ như này thì chúng tôi sẽ lấy nền để làm phần chữ nó nổi lên như trên hình các bạn đang xem đây. Và câu đối chúng tôi đang in chữ đây là câu đối bên trái, chạm bảy chữ tích thiện chí gia khánh hữu dư. Và câu đối bên phải là chúng tôi chạm là hướng dương lập trạch xuân vô hạn. Và hoành phi thì chúng tôi chạm bốn chữ vạn cổ trường xuân. Và sau khi lấy nền thì chúng tôi sẽ chặt nền gấm chữ thập phía dưới cho quý khách xem. Trong video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đầy đủ hoàn chỉnh, thì quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem các cái video clip mới nhất của chúng tôi. Video đang được quay trực tiếp tại xưởng sản xuất đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ như hoành phi câu đối, tượng thờ, khám thờ, ngai thờ, quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách hàng trên toàn quốc. Khi chúng tôi báo giá là chúng tôi đã báo giá lắp đặt hoàn chỉnh tại gia cho khách hàng. Các bạn đang xem đây là người thợ chúng tôi đang dán chữ cuối cùng. Đó là chữ tích. Bên câu đối bên trái là tích thiện chí gia khánh hữu dư. Và toàn bộ các chữ Hán nôm này theo như đơn đặt hàng là chúng tôi không làm phụ đề, chỉ làm nguyên chữ Hán nôm. Và nền là nền gấm, thì có nhiều quý khách thích sở thích là để nền trơn thì chúng tôi làm để nền trơn, rất đa dạng mẫu mã và kích thước. Quý khách hãy liên hệ về 0986 883349, chúng tôi nhận đặt hàng online. Quý khách ở xa mà không về được thì quý khách hãy xem qua các cái video của chúng tôi, video thực tế nhất tại xưởng sản xuất, không qua trung gian. Chúng tôi trung bình một tháng đáp ứng ra ngoài thị trường từ 100 tới 200 bộ hoành phi câu đối mẫu phổ thông. Và các cái bộ mẫu chữ khác như này, chúng tôi có thể đáp ứng ra từ 3 đến 40 bộ. Thì quý khách hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi sẽ ra mẫu, vẽ mẫu cho quý khách. Chúng tôi chiều khách hàng kỹ tính nhất trên thị trường hiện nay. Đây là bộ câu đối lòng mo liền khối, đường kính 26 và dài 2m36, dày 4 phân. Hàng gỗ nàng hai, chất đẹp. Trong clip sau tôi giới thiệu hoàn chỉnh đầy đủ các bộ. Đây là chúng tôi đang quay các cái quy trình làm chữ cho quý khách xem. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các video mới nhất về đồ thờ cúng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.
Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu sang quy trình. Những người thợ chúng tôi sẽ lấy nền để làm nổi phần chữ lên. Và khách chúng